Mến chào quý vị thính giả, lại là Trinh đây. Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc này. Và quý vị ơi, không biết là ngày hôm nay của quý vị đã trôi qua như thế nào. Trinh hy vọng là quý vị đã có một ngày với thật nhiều năng lượng quý vị nhé. Còn tôi đến thì hãy dành cho kênh của Trinh một chút thời gian để chúng ta cùng lắng nghe truyện. Tối hai hôm trước đó thì quý vị đã nghe hai tập của bộ truyện Kẻ Săn Tình của nhà văn Lê Nguyệt rồi đúng không ạ? Tối hôm nay thì Trinh xin mời quý vị cùng đến với tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện này quý vị nhé. Ngay bây giờ Trinh xin mời quý vị cùng lắng nghe và đừng bỏ lỡ nha. Quý thính giả đang đến với bộ truyện Kẻ Săn Tình tập 3 của nhà văn Lê Nguyệt. Truyện được phát trên kênh của Trinh. Hằng về lại nhà, dư âm của chuyến đi vừa rồi lúc nào cũng làm cô cảm thấy choáng váng trong hạnh phúc. Rồi cô sẽ được luôn luôn sống trong tâm trạng đó nếu như những lời đang hứa với cô là sự thật. Hằng cũng muốn làm một thẻ ATM để thử xem đang có thật tình muốn cho tiền cô xài không, hay chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi để dụ dỗ cô. Không, đời nào Hằng để cho người ta lợi dụng mình nếu như cô không cam tâm tình nguyện. Không hiểu sao cô tuyệt đối tin tưởng Đan không phải là loại người lừa đảo, mặc dù vừa rồi anh không dẫn cô về nhà. Mà thật ra nếu Đan đề nghị đưa cô tới ra mắt ba mẹ và hai đứa con của anh, cô cũng sẽ từ chối. Hằng không thích bị lệ thuộc, càng không thích làm màu mè đóng kịch để lấy lòng bất kỳ ai. Nếu có làm vợ Đan, cô cũng sẽ không làm dâu. Trước giờ cô chưa từng làm dâu cho ba mẹ nhân một ngày nào. Hàng đêm, Hằng và Đan vẫn nói chuyện, vẫn những câu nhớ câu thương mà nói hoài không thấy nhàm chán. Hằng vừa làm xong thẻ ATM là Đan nhanh chóng chuyển cho cô 3 triệu đồng, nói mỗi ngày cô cứ việc xài 100 ngàn để ăn uống bồi dưỡng, muốn mua sắm gì thì cứ lên gặp Đan, anh sẽ dẫn đi mua. Hằng hạnh phúc chưa từng có, cô đi khoe với tất cả các bạn gái trong xóm đã có chồng của cô, gặp mặt là khoe. Lên Facebook cũng khoe trong tin nhắn. Nói chung cô công khai mối quan hệ này. Hai đứa con của Đan trở về Mỹ là Đan xuống tìm Hằng ngay. Thôi thì quá chừng là quà Mỹ đang đem về, toàn những thứ để lấy lòng ba mẹ Hằng. Dầu gió xanh, salon bath, thuốc nhức mỏi, nhưng Đan không đích thân mang tới. Những ngày ở lại, anh chỉ ru rú trong nhà, không đi đâu vì Hằng không có Honda. Đan kêu Hằng mua một chiếc để làm chân, anh sẽ tài trợ cho một phần nửa số tiền. Hằng sĩ diện nên mua một chiếc giá 43 triệu và không cho Đan góp cổ phần. Có xe rồi, Đan chở Hằng đi ăn uống mỗi đêm. Họ sống hạnh phúc như một cặp vợ chồng mới cưới. Trong thời gian đó, Đan cũng chưa tới nhà đặt vấn đề cưới hỏi với ba mẹ Hằng. 6 tháng liên tiếp, Đan điều chuyển tiền cho Hằng. Mỗi tháng anh đều xuống thăm cô và ở lại vài hôm. Họ cho là mình đã trưởng thành nên mối quan hệ này không cần phải thông qua ba mẹ. Ông bà nhị thấy vậy cũng làm lơ cho cô. Hằng nghe Đan nói đang xúc tiến việc mua đất trên Đà Lạt để mở vườn hoa như kế hoạch đã được anh ấp ủ bao lâu. Đan nói khi mua xong đất rồi anh sẽ xin nghỉ việc, sẽ cưới Hằng và hai vợ chồng sẽ lên Đà Lạt khởi nghiệp bắt đầu từ tuổi 53. Hằng dự định bán mấy công đất ruộng nuôi tôm, bán luôn hai công đất ba mẹ cho, chỉ chừa lại căn nhà để khi về có chỗ ở. Số tiền bán đất được cô cũng sẽ không công khai hết với Đan, mà chỉ hỗ trợ anh phần nào, còn lại vẫn là thượng sách nếu đem gửi ngân hàng. Hằng vạch ra bao nhiêu là hoạch định cho tương lai của mình, cảm thấy tiền đồ sáng lạng đã gần ngay trước mắt. Nhưng đời mà, mọi chuyện không theo ý mình, và Hằng lại là một con người có tính khí lạ lùng, nên diễn biến cuộc sống của cô luôn phức tạp. Vì ở Facebook, trên trang cá nhân của Hằng toàn tràn ngập hình ảnh tự sướng của cô đăng chế độ công khai, nên cô gặp lại một người quen cũ trong lúc công tác ở phòng nông nghiệp thời chưa có gia đình. Hằng học lực thấp, năng lực kém nên lẹt đẹt trong nghề nghiệp, chẳng có tiếng tăm gì, chỉ là xe xua và làm dáng nên được nhiều người chú ý, kẻ thương người ghét. Nhậm là người được Hằng chấm trúng, anh luôn ưỡm ờ với cô, đôi lúc gây cho cô sự hiểu lầm rằng anh đã thích cô rồi. Nóng lạnh thất thường nên Nhậm luôn hấp dẫn Hằng,
Cho nên khi anh ta theo gia đình qua Úc thì Hằng tắt hy vọng và sau đó bật tin không biết gì về Nhậm nữa. Đến khi Nhậm vào trang của Hằng bình luận: Hằng, phải Hằng trước đây làm trong phòng nông nghiệp huyện không? Hằng ngạc nhiên mở trang của Nhậm ra coi, cô nhận ra anh ngay. Rồi họ kết bạn, nói chuyện với nhau. Nhậm nói anh đang ở Việt Nam. Qua tâm sự, Hằng biết Nhậm đã mồ côi vợ hơn 5 năm nay. Chỉ có một thằng con trai vừa tốt nghiệp, đang làm việc bên Úc. Nhậm đã xong bổn phận làm cha, nên muốn tục huyền mà bắt buộc vợ anh phải là người Việt Nam chính gốc. Nghe chuyện tội nghiệp bị chồng lừa của Hằng, anh hỏi địa chỉ của Nhân rồi cho người tới điều tra xem thử. Biết Nhân đang sống hạnh phúc với vợ con hợp pháp nơi đó, anh thật thà kể cho Hằng nghe. Hằng không còn cảm xúc gì với Nhân, nhưng cũng giả vờ đau khổ để Nhậm tội nghiệp. Vì nhà cùng chung một huyện nên Nhậm nhanh chóng đến thăm Hằng, thăm nhiều lần trong một tuần, thăm cả ba mẹ Hằng. Hằng ban ngày đi chơi với Nhậm, ban đêm chát chít nói chuyện với Đan. Sau một tháng, Nhậm ngỏ ý muốn cưới Hằng làm vợ và bảo lãnh qua Úc chung sống. Ông bà Nhị vui mừng, động viên Hằng đồng ý. Qua đến nước Úc, Hằng sẽ gặp lại con, sẽ trả thù được Nhân. Hằng đắn đo, cô thích Nhậm, thích cả Đan, làm sao bây giờ? Đan đã cho cô nhiều thứ, cô và Đan cũng đã có quan hệ xác thịt và cô mê nhục thể của anh hơn bất kỳ ai. Lấy Đan, cô có lẽ sẽ hạnh phúc vì được anh yêu. Đà Lạt cũng là vùng đất mà từ lâu cô vẫn mơ ước tới du lịch một lần, cũng thỏa mãn chứ đó chỉ là sống đời. Nhưng nghĩ cho cùng, Đà Lạt cũng chỉ là Đà Lạt thôi, có tiền thì tới được, còn nước Úc thì khác. Muốn tới được đó để chơi cũng phải tốn rất nhiều tiền, muốn đến nơi đó để sống thật không đơn giản. Nhân đã bỏ cô ở lại để tìm cho mình nguồn vui mới, thì việc gì cô chẳng tìm cách qua tới đó sống đường hoàng, danh chính ngôn thuận, để anh ta thấy anh ta đã sai lầm khi đánh giá thấp về cô. Yêu gì mà yêu, rồi cô cũng sẽ quên Đan như quên Huỳnh vậy thôi. Cơ hội như vậy không thể nào bỏ qua được. Cô làm thinh, đồng ý hết. Không bỏ Đan mà cũng không bỏ Nhậm. Học tập vua Hùng khi gả công chúa Mỹ Nương cho Thủy Tinh và Sơn Tinh, ai tới trước cô sẽ đáp ứng trước. Đan thì đang lu bu xúc tiến việc mua đất trên Đà Lạt, nên không về thăm Hằng thường xuyên như trước. Nhưng hàng tháng vẫn gửi cho cô 3 triệu đều đặn. Hằng cũng nhận từ Nhân 300 đô la Úc. Chỉ có Nhậm lại luôn túc trực bên cạnh Hằng, đưa đón cô đi chơi bằng xe của cô. Nhậm được gia đình Hằng quý trọng, và khi anh đặt vấn đề cưới hỏi Hằng trực tiếp với ba mẹ cô, tất nhiên anh được ông bà Nhị ủng hộ 100%. Nhậm bàn với Hằng, anh hiện đang có một nhà hàng cỡ trung bên Úc, thu nhập cũng dư sức cho hai vợ chồng. Nhưng nếu như Hằng thích làm chủ, thì trong thời gian chờ bảo lãnh nên đi học nghề neo, qua đó anh sẽ sang cho cô một tiệm neo. Người Việt Nam qua đất Úc làm neo rất thịnh hành. Hằng nhớ cô bạn Tường lên quê mùa của mình, giờ cũng là bà chủ một tiệm neo, không cần chồng nuôi. Hằng quyết định chọn Nhậm, nhưng cô cũng không dứt khoát với Đan. Vả lại, cuối tháng này Nhậm sẽ về Úc để lo giấy tờ qua cưới hỏi và bảo lãnh cô. Thời gian không biết là bao lâu, lỡ như có gì trục trặc thì cô phải làm sao? Nhậm trở về Úc và cả xóm đều biết Hằng sắp có chồng Việt Kiều. Người ta mừng cho cô và cũng nể khả năng tìm bạn trai của cô quá xá. Dù đã xem như ổn định, nhưng mỗi đêm Hằng đều điện thoại nói chuyện với Đan. Cũng thương, cũng nhớ, cũng hẹn hò ân ái. Đan nói đã mua được miếng đất rất đẹp, không xa thành phố. Anh đang nhờ kiến trúc sư thiết kế một nhà kính để trồng hoa và đang trong thời kỳ chọn giống hoa để trồng. Anh hỏi rằng Hằng có muốn lên chơi tham quan không, anh sẽ về đón. Hằng năm lần bảy lượt muốn đi nhưng không có cớ để bỏ nhà vì cũng đang vào mùa vụ lúa. Nhưng cô hứa với Đan sau khi vụ lúa vào bộ, cô sẽ đến với anh. Hằng nhớ Đan, nhớ những đêm yêu cuồng nhiệt trong căn nhà ấm cúng của cô và trong khách sạn sang trọng. Nhậm thì khác, anh có vẻ lãng mạn chứ không vụ vập. Cô lại nghĩ Nhậm sống rời tay thì chuyện cối chăn sẽ mãnh liệt gấp mấy lần Đan. Nhưng không phải. Nhậm điện thoại báo cho Hằng hay về phần anh,
giấy tờ đã lo xong. Tháng sau, anh sẽ bay về để đăng ký kết hôn cho đủ thủ tục bảo lãnh. Sẽ tổ chức cho Hằng một lễ cưới hoành tráng để cô nở mặt nở mày với bạn bè. Nhậm gợi ý Hằng nên gom lại tất cả tài sản để chuyển qua Úc một lần, vì bản thân người Việt qua định cư bên Úc có tiền bảo đảm là tốt nhất. Hằng hỏi thăm thì đúng như vậy, cô kêu bán tất cả ruộng mình sở hữu. Nghĩ trong lòng, số tiền này coi như cô mua tiệm nail sẽ là của cô, không phải của Nhậm. Gia đình Nhậm bên đó, thậm chí con của anh cũng không được cho rằng cô sống bám vào anh và nhất là không được xăm soi. Hằng bán nhanh chóng 3 công đất nuôi tôm và 2 công đất ba cô cho. Vì đất ba cô cho, nhà nước đang chuẩn bị mở đường. Đất sẽ nghiễm nhiên chường ra mặt tiền đường nên có giá bất ngờ. Tổng cộng cô thu được 1.800.000.000, đổi ra 100.000 đô la Úc vẫn còn dư. Số tiền đó Hằng cất lại, chờ sau khi đám cưới sẽ giao cho Nhậm mang về Úc. Nhậm nói anh đang chuẩn bị mua vé máy bay để về. Ngay thời điểm đó thì Nhân về Việt Nam. Anh ghé nhà thăm Hằng. Thì ra thời gian gần đây, Hằng luống vào chuyện yêu đương. Hết Đan tới Nhậm, hết Nhậm tới Đan, nên không hề hay biết anh ruột của Nhân bị bệnh thận, phải mổ đến 5 lần, cuối cùng vẫn không qua khỏi. Bà mẹ và anh em về đủ để đưa đám tang cho anh. Gia đình Hằng không một người đến dự, dù khoảng cách hai nhà không xa mấy. Anh ghé vào lúc 7 giờ tối, sau khi đã đi thăm bà con cả xóm. Ba mẹ anh cùng ghé thăm ông Bảy và ăn cơm ở đó xong mới về lại nhà anh của anh. Dần tới nhà Hằng, cả xóm đều không hay biết. Hằng đứng nhìn Nhân như trời trồng, cô ức ức muốn xé anh ra trăm mảnh. Một cả đàn ông bội bạc dám phát mặt tới đây gặp cô sao? Anh ta muốn gì nữa chứ? Chẳng lẽ muốn phá cuộc hôn nhân sắp xảy ra của cô? Anh còn ghé đây làm gì? Ủa, nhà này do tôi cất mà, lỡ đường không ngủ được qua đêm sao? Tôi với anh bây giờ là người dân nước lã, không bạn bè thân sơ, ghé ngủ qua đêm được sao? Vậy cô nhận tiền hàng tháng của tôi thì gọi là gì? Là anh có lỗi với tôi nên anh phải bồi thường. Lỗi gì? Lỗi gì? Hỏi nghe trơ mặt nhục. Anh gạt tôi ly dị giả rồi qua đó cưới vợ thiệt, bắt con tôi đi chia rẽ tình mẫu tử, cắt mọi liên lạc cho tôi, không biết gì về con. Anh ác như một tên khốn kiếp. Cô sai rồi. Tôi ly dị người đàn bà lăng loàn, vắng chồng chưa đầy tháng, đã ngoại tình, đem trai về nhà. Tôi cách ly con gái ra khỏi cuộc sống hư hèn của mẹ nó. Tôi trả tự do cho cô mặc sức bay nhảy, phóng túng. Tôi chu cấp cho cô đủ tiền xài trong thời gian tìm chồng. Không có tôi và con, cô sống thoải mái biết mấy, cô còn không biết mang ơn. Trong vòng mấy năm, cô chuyển mình từ tay người đàn ông này sang tay người đàn ông khác, khoái lạc quá mà phải không? Thậm chí, khi anh của tôi bị bệnh nặng suốt thời gian qua, cô có một lần tới thăm không? Lỗi gì thì cũng là chuyện của tôi với cô. Khi cần cô chạy tới hỏi han người ta, khi cần cô chạy tới hỏi han người ta, khi người ta gặp hoạn nạn, cô giờ như chẳng biết. Đừng nói với tôi là cô không hề hay anh bị bệnh nghe. Ừ đó, tôi hay đó, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải đi thăm. Tôi không còn bất cứ quan hệ gì với anh, thì chuyện nhà anh, mắc gì tôi phải dính vô chứ? Thôi, vậy từ nay xem như chấm dứt, tôi có mặc kệ cô. Tóc có cần anh nữa, tôi sắp kết hôn rồi, không cần anh, tôi vẫn danh chính ngôn thuận qua Úc hợp pháp. Tôi sẽ sống hạnh phúc, sung sướng hơn anh gấp ngàn lần cho anh coi. Chúc mừng cô, nhưng cô cũng nên cẩn thận. Liệu tay Việt Kiều kia có thể chấp nhận cô đã từng ngoại tình một lúc 2-3 người đàn ông không? Liệu hắn có đủ dị tha để thông cảm cho người đàn bà không chịu thiếu hơi đàn ông không? Cô nghĩ rằng khi quyết định lấy cô, anh ta sẽ không điều tra về cô chứ? Anh ta sẽ thông cảm để chấp nhận hiện giờ cô vẫn còn qua lại với một người đang ở Đà Lạt sao? Anh nói gì vậy? Tôi thật thà nói cho cô biết, dù sao cô cũng là mẹ của con tôi. Tôi cũng không muốn con tôi có người mẹ bị tủi nhục khi người ta vạch mặt. Tôi là người cố tình bỏ qua mọi thứ cho cô, nhưng vẫn không thể không nghe đầy tai về cô. Huống chi anh ta là một người muốn về Việt Nam cưới người vợ Việt hiền lành chân chất, đầy đủ thuận phong mỹ tục, thờ chồng nuôi con để anh ta yên tâm phát triển sự nghiệp. Anh ta có thể chấp nhận cô sao? Nếu như anh ta chưa biết gì về cô, tôi hy vọng hai người nhanh chóng xúc tiến thủ tục cho nhanh rồi đi đi. Chỉ có gián đã đóng thuyền thì anh ta sẽ không còn cơ hội đổi ý.
Bằng không á thì cô cẩn thận. Không phải ai cũng nhỏ mọn hẹp hòi như anh. Không có thằng đàn ông nào chấp nhận vợ ngoại tình hết cô ơi. Trừ khi đã là một thằng bất lực về mọi mặt, hèn kém về mọi mặt. Nhân đứng dậy nhìn giáp căn nhà một lần rồi nói. Tối dữ rồi, tôi về đây. Dù sao tôi cũng đã cho cô được một căn nhà che mưa che nắng. Tình nghĩa cô sinh cho tôi đứa con ngoan, tôi trả hết cho cô hôm nay rồi. Bắt đầu từ đây, mạnh ai nấy sống, không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Biến đi. Nhân bước vội ra ngoài. Hằng đóng ập cửa lại một cách bực dọc. Bóng tối bao phủ một màu xám xịt, giống như trời sắp chuyển mưa. Nhân chậm chậm bước, vài tia chớp lóe lên. Anh nhận thấy một người đàn ông cũng giống như anh, từ cổng nhà hàng đi ra, đang lầm lũi, bước dưới màn đêm dày đặc. Nhân muốn tiến gần lại để hỏi xem, anh ta là ai? Là người đàn ông ở Sài Gòn, Đà Lạt, hay Tây Việt Kiều Úc, cũng như anh? Nhân tiến gần đến người đàn ông trước mặt hơn. Lại một tia chớp nữa lóe sáng màn đêm, làm anh nhận ra Nhậm. Nhân có biết Nhậm lúc Hằng còn đang làm trong phòng nông nghiệp huyện. Hai người đàn ông lúng túng nhìn nhau. So về tuổi tác, Nhậm lớn hơn Nhân rất nhiều. Nhân bối rối chưa biết phản ứng thế nào, thì Nhậm từ tốn nói. Đi ra chợ, uống ly cà phê nhé. Được, nhưng anh chờ tôi chút. Anh cứ đi từ từ. Tôi về nhà bác tôi mượn xe tới chở anh đi. Được, tôi từ từ chờ chú. Nhân nhanh chân tới nhà ông Bảy, mượn xe đèo Nhậm ra chợ, vào quán kêu hai ly cà phê. Hai người đàn ông, hai Việt Kiều Úc, kể trước người sau, đã và đang đi vào cuộc đời của Hằng. Họ ngồi đối diện nhau, chưa ai mở lời trước. Chẳng biết họ sẽ nói gì với nhau trong lần gặp gỡ bất đắc dĩ này. Nhậm ngồi ngửa ra ghế, đưa mắt hiếu kỳ nhìn Nhân. Chú ly dị chính thức với Hằng rồi à? Đúng vậy. Nếu như tôi cưới Hằng và bảo lãnh qua Úc, vậy có vấn đề gì không? Hoàn toàn không có vấn đề về phía tôi. Còn phía khác, từ lâu tôi cũng không có bất kỳ quan hệ nào với cô ấy, nên chuyện của cổ tôi cũng không còn biết gì nhiều. Nhưng khi anh được sự chấp nhận của cha mẹ cô ấy, được mọi người chúc phúc, thì có vấn đề gì chứ? Nhậm gật đầu. Tôi hiểu rồi. Lúc nãy anh nghe tôi và Hằng nói chuyện à? Cũng không hẳn. Là do tôi bực bội chuyện cô ấy không đi đám anh tôi, nên tôi nói bỏ ghét vậy thôi. Chứ thật ra cô ta cũng không đến nỗi tệ. Anh đừng vì những lời của tôi mà sinh ra thành kiến, hay có những suy nghĩ không tốt cho cổ cũng tội nghiệp. À, tôi hiểu mà. Vậy anh bên đó sống ở đâu? Hai người đàn ông trao đổi địa chỉ, nói với nhau về cách lập nghiệp của mình khi vừa bắt đầu đặt chân tới xứ người. Họ nói chuyện tâm đắc. Chỉ một lát họ quên luôn Hằng, quên lý do tại sao mình gặp nhau đêm hôm nay. Họ xem nhau như đồng hương xa xứ, gặp lại đúng với câu tha hương ngộ cố tri. Họ hẹn sẽ còn gặp nhau nữa trong những ngày ở Việt Nam, và khi về tới Úc cũng không gián đoạn mối quan hệ này. Hai người không nhắc tới Hằng nữa. Hằng chưa hay Nhậm về, cô vẫn liên lạc với anh qua Zalo, Viber, Messenger. Cũng nhìn mặt hứa hẹn với nhau đủ thứ. Cô nói tiền đã gom lại hết rồi, chỉ chờ gặp Nhậm để đưa anh mang về Úc mua cho cô tiệm nail như đã hứa là xong. Sau đó sẽ đám cưới trước rồi mới đăng ký kết hôn, vì Hằng nôn nóng được trình làng cái đám cưới khi Nhân còn có mặt ở Việt Nam lắm rồi. Nhậm nhất nhất chịu theo ý Hằng. Anh gặp Hằng và cô đưa anh 100.000 đô Úc chuyển vào tài khoản của anh bên Úc. Trong thời gian chuẩn bị đám cưới, Nhậm lo làm thủ tục đăng ký bảo lãnh cho Hằng, thì Hằng nhân cơ hội này đi Đà Lạt một chuyến. Cô nhủ lòng là đến để chia tay lần cuối với Đan. Dẫu sao anh đối với cô cũng có tình có nghĩa, và là người đàn ông mà có thể là cô đã yêu nhiều nhất hiện giờ. Cô sẽ sống như vợ chồng với anh một tuần coi như bù đắp, để rồi sau đó chính thức chia tay cũng không có gì ân hận. Hằng nói với Nhậm, cô sẽ đi chơi với bạn một tuần, sẵn mời bạn bè dự đám cưới. Nhậm sẵn sàng để mặc Hằng làm gì thì làm. Anh nói cô chỉ còn thời gian rất ngắn ở quê hương, nên muốn tiêu dao như thế nào thì tùy cô. Hằng đến Đà Lạt trong một ngày đẹp trời. Đà Lạt đón cô như vòng tay ấm áp của Đan. Anh vui mừng đưa cô đi cùng khắp Đà Lạt, dẫn cô tham quan mảnh đất mới mua, thao thao nói về phương án xây dựng vườn hoa kiển.
Anh vẽ ra trước mắt cô bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp, làm Hằng động lòng, nhưng giấc mơ xứ người vẫn hấp dẫn cô hơn. Lẽ ra lần này Hằng dự định sẽ nói thật với Đan, nhưng cuối cùng cô ra về mà không hé lộ một điều gì. Cô tiếc, cô sợ nếu nói ra mà trong thời gian nhậm bảo lãnh còn lâu quá mới đi thì Đan sẽ bỏ rơi cô. Không được, cô không thể để Đan tự ý bỏ rơi cô được. Hằng muốn, mặc dù cô đã có chồng rồi, đã được bảo lãnh, nhưng bất kỳ lúc nào cô muốn thì cô cũng có thể đến với Đan. Nên dứt khoát, Đan không thể biết gì về cô cả. Khi Đan đưa Hằng ra bến xe để về, anh nói: cuối tháng này, anh về Sài Gòn, sẽ xuống thăm em, sẽ xin phép ba mẹ em để bàn chuyện đám cưới. Hằng cuống quýt: không được. Sao vậy? Hằng bối rối một chút rồi nói: em định bán mấy công đất để phụ với anh xây dựng nhà kính trồng hoa. Anh xuống lúc này ba mẹ lại nghĩ em bị anh dụ dỗ tội nghiệp cho anh. Thôi, để bao giờ em lo xong, tiền cầm trên tay cho chắc ăn, rồi anh xuống cũng được. Tại sao lại bán đất? Vậy chứ anh không cần thêm vốn sao? Trước mắt là chưa cần mà. Anh có tiền, con anh cũng đầu tư. Nếu như có thiếu hụt chút đỉnh thì anh đem căn nhà thế chấp ngân hàng, chứ việc gì phải dùng đến tiền bạc của em. Không, coi em là người nhà. Anh lo được cả. Chưa cưới em về, anh không sử dụng tiền bạc của em đâu. Hằng thoáng cảm động, một chút so sánh giữa hai người đàn ông, một chút đắn đo xuất hiện trong lòng. Nhưng muộn màng rồi, tất cả gia tài đã đưa hết cho Nhậm. Muốn hối cũng không còn kịp nữa. Thì thôi, đành chấp nhận số phận với tương lai mà chính cô đã tự chọn cho mình. Hằng về lại nhà. Cô nghe nói cả tuần này Nhậm không có tới nhà cô thăm ba mẹ cô như thường ngày. Gia đình Nhậm đều ở bên Úc, Nhậm không còn nhà cửa gì ở Việt Nam. Về đây là ở nhà của người bà con. Trước đây anh cũng ít khi về chỗ này, nhưng sau khi quen với Hằng nên tới lui thường xuyên hơn. Hằng cũng không tìm được Nhậm trong Facebook, dù cô đã nhắn tin cho anh rất nhiều lần. Ngày cưới hỏi cũng chưa nghe Nhậm trình báo với ông bà nhị. Hằng lo điếng người, chạy lại nhà bà con của Nhậm hỏi thì cũng không ai biết gì về hành tung của anh ta. Nhân và gia đình cũng đã về lại Úc. Hằng không dám nói cho mẹ cô biết về số tiền 100.000 đô la đã đưa cho Nhậm. Cô mất ăn mất ngủ, tiếc anh ta thì ít mà tiếc tiền thì nhiều. Chả lẽ anh ta lại là một tên lừa đảo sao? Nhưng Nhậm là Việt kiều Úc là thật. Việc anh ta từng sinh sống và kinh doanh nhà hàng bên Úc là thật kia mà. Vì lý do gì lại lừa đảo cô như vậy? Hay là anh ta có nỗi khổ gì đó chăng? Gia đình cô hối thúc việc tìm Nhậm để làm đám cưới, vì tin đồn đó đã lan rộng khắp các họ hàng. Bây giờ mà im luôn thì còn mặt mũi nào chứ? Facebook anh ta cũng hủy luôn, Zalo Viber gì cũng mất sạch. Hằng do sơ ý cũng không có lưu một tấm hình nào của Nhậm. Cô tức muốn điên lên, suốt ngày loay hoay tìm cách liên lạc, nhưng tất cả đầu mối đều bị bịt kín, không có cách nào tìm ra anh ta. Một tháng trôi qua, thời gian đủ để Nhậm về nước, đủ để anh ta sử dụng số tiền Hằng đã âm thầm giao cho anh ta, không có bất cứ một chứng cớ gì. Tất cả tài sản tích góp bao nhiêu năm bỗng chốc không cánh mà bay, bay vào túi tên ti tiện mà theo Hằng là không đáng sống. Cô muốn điên lên, người mụ mẫm trong căm hận mà chẳng biết phải trả thù như thế nào, trả thù từ đâu. Đăng lên mạng xã hội để chính thức tuyên bố mình bị ngu, bị lừa đảo vì nhãn mác vợ Việt kiều cho mọi người biết sao? Ai sẽ thông cảm cho cô hay lại bị thị phi đàm tiếu? Rồi còn Đan nữa, anh sẽ nghĩ sao khi biết chuyện này? Tài sản, tiền bạc, đất đai đều ra đi. Cô không còn viện trợ của Nhân, cô không còn Đan, không còn lợi tức từ ngân hàng, không còn tiền thuê từ những vuông tôm. Chỉ còn chút đỉnh tiền bạc trong mình, như vậy làm sao sống, làm sao yên tâm khi cứ xài dần vào từng đồng một, cho đến khi hết sạch. Không, Hằng còn có Đan. Cô không thể để Đan biết chuyện gì. Đan hiện tại không cần tiền của cô. Nếu như anh cưới cô, Hằng sẽ bán nhà để theo anh. Nhà cô bây giờ quy ra cũng tiền tỷ, chứ chẳng ít. Hằng đau xé lòng như có ai đang dùng dao lóc từng mảng thịt của mình khi nghĩ đến 1.800.000.000 đưa cho Nhậm. Một tên khốn nạn, khốn kiếp, lừa gạt, lấy đi xương máu mà cô đã dành dụm
chắc Dư bao nhiêu năm qua. Trời ơi, Hằng ơi, sao mày ngu si và cá tính như vậy chứ? Sao lại vội vàng, không chờ đến khi đích thân qua tới Úc, sẽ chính tay cầm tiền mua lấy tiệm nail? Gấp rút gì vậy chứ hả? Có ai không, có ai dẫn cô đi gặp tên cặn bã đó để đòi lại số tiền? Cô sẽ sẵn sàng chia làm ba để tặng cho họ một phần ngay lập tức. Và Hằng đến tìm bà con của Nhậm. Nhưng họ có biết anh ta ở tiểu bang nào của Úc đâu. Là bà con thôi mà. Việc gì phải tìm hiểu anh ta ở đâu. Nếu như anh ta nói thì khi nghe xong họ cũng quên rồi, chưa để ý làm gì. Bởi có bao giờ họ đi qua Úc mà bận tâm. Dù cho họ có ham số tiền Hằng hứa, nhưng thực là lực bất tòng tâm. Hằng bị xóm làng cười chê, cha mẹ chì chiết, vì ai cũng nghĩ Nhậm chắc đã nghe dư luận về Hằng nên bỏ cuộc giữa chừng. Hằng đành ngậm bồ hòn, làm ngọt một mình, ôm nỗi tủi nhục vào lòng. Cô lại đi tìm Đan. Hằng lên Đà Lạt, nhưng Đan không có ở đó. Anh đã về Sài Gòn. Khu đất Đan mua ở Đà Lạt đang trong giai đoạn xây dựng. Hằng tiếc ấm ách. Nếu như cô chỉ đầu tư 1/3 số tiền của mình vào đây, thì bây giờ cô đã cùng với Đan chờ đợi thành quả rồi. Đan rõ ràng là một người có chí làm ăn. Anh nói được, làm được. Hằng bỗng cảm thấy ân hận khi quyết định buông bỏ Đan để đến với Nhậm. Cô chợt nhận ra, khi ở bên Đan, cô hoàn toàn yên tâm. Móc túi chi tiền cho cái ăn, cái ở, khi gặp anh, cô cũng không chút đắn đo. Và cô cũng nhận lại từ anh tất cả những gì cô đã bỏ ra. Đan cao lớn nhưng không thô, con người bạc thiệp, luôn toát ra một vẻ để người đối diện tin tưởng, kính trọng. Loại người như cô có chồng như Đan thật đáng để hãnh diện, còn đi mơ tưởng chi loại Việt kiều để bây giờ thảm thương như thế này. Có chồng thành đạt như Đan, thỉnh thoảng vinh quy bái tổ, rỡ ràng cho cha mẹ, há không tốt hơn đi mút cà tha bên xứ người chưa biết cuộc sống ra sao? Hằng ơi, sao mày ngu như vậy? Sao không hề biết suy nghĩ? Rõ ràng mày xác định được là mày yêu Đan kia mà. Ham làm chi cái mã Việt kiều để bây giờ không còn gì tất cả. Hằng ở khách sạn đợi Đan lên, nhưng anh nói còn bận giải quyết một số thủ tục hành chính để xin nghỉ việc. Nghỉ hưu non mới yên tâm làm kinh doanh được và cũng không có thời gian để đưa đón Hằng đi chơi, cho nên Hằng về thẳng nhà. Trong lúc này, Hằng như người chết rồi. Cô nghiên cứu cách nào để có tiền, để lỡ như không có ai đùm bọc mình nữa, thì mình vẫn còn có thể tự sống, chứ kéo dài tình trạng này thì đói như chơi. Và bé Hoàng Oanh, nếu như muốn nuôi cô thì cũng phải chờ bé tốt nghiệp đại học xong, ra trường có việc làm ổn định mới tính được. Và Hằng bắt đầu cho vay. Ai cần tiền, cô cho vay tiền, cho vay tháng, vay trả góp mỗi ngày, vay dài hạn, nhất là 3 tháng. Vay tiền trước, đồng lúa tới mùa, Hằng bung ra hơn 100 triệu. Tính ra mỗi ngày cô thu được vài trăm ngàn tiền lời, đủ để sống phè phỡn, không sợ đói khát gì nữa. Vì là cho vay nên ban đầu Hằng vốn dĩ sống khép kín, từ giờ bắt đầu lộ diện, cô trở nên đanh đá, hung dữ khi có ai chậm trễ tiền bạc góp sách. Không phải ai Hằng cũng sẵn sàng mở lòng, cô phải nhìn xem người mượn có khả năng chi trả không. Nếu như không, cô cũng nghênh ngang, xiết đồ, cấn nợ như thường, không sợ miệng đời mỉa mai hay khinh bỉ. Ông bà Nhị nhiều lần can thiệp, nhưng cô đều bỏ ngoài tai. Đối với cô, có lúa mới cho mượn gạo. Trong vòng 6 tháng, Hằng đã có thêm số vốn gấp mấy lần số tiền cô đã bỏ ra ban đầu. Sau đó, cô tổ chức làm hụi. Hằng cho rằng đó là hình thức nắm đầu con nợ. Nếu họ ọ ẹ gì thì cô xiết hụi là xong. Hằng không có thời gian để đến với Đan vì cô bận thu tiền góp mỗi ngày. Nếu như cô đi vài hôm, số tiền đó sẽ chồng lên và bạn hàng sẽ xin khất. Phiền lắm. Hằng đã mất nhiều tiền lắm rồi. Cô không muốn bị mất một xu nào nữa. Tình yêu theo thời gian rồi cũng lụi tàn. Tình yêu không thể dọn lên bàn, làm no lòng. Nhưng tiền bạc thì có thể mua cả thần thánh, mua cả chính quyền, nên cô cần tiền bạc hơn. Khi có tiền nhiều rồi, Đan tự động sẽ đến với cô thôi.
bởi vì đang kinh doanh cũng chỉ để kiếm tiền thôi mà. Đan cũng đến gặp Hằng nhiều lần mỗi khi anh về Sài Gòn. Vườn hoa kính của anh đã đi vào quỹ đạo. Đan bận rộn nhưng vẫn có thời gian thư giãn. Anh biết Hằng buôn bán ngoài chợ, nhưng cụ thể là buôn bán gì thì anh không biết. Đan nghĩ Hằng chỉ làm cho vui, giết thời gian thôi, chứ trước sau gì cũng về làm vợ anh thì những chuyện buôn bán linh tinh này bỏ cũng chẳng có gì hối tiếc. Họ sống công khai như vợ chồng. Hằng tuy vẫn căm hận nhâm, nhưng cô tự nhủ sẽ chôn chặt bí mật này vào lòng, vĩnh viễn không để ai biết tới. Nếu có dịp gặp lại, cô nhất định sẽ phanh xác hắn ta ra thành nghìn mảnh vụn mới thỏa lòng. Hằng ung dung bên cạnh Đan, nghĩ đã hoàn toàn chiếm hữu anh rồi. Cho đến khi Đan xuống, cô ở chợ về nhà thì nghe mấy đứa em cô nói lại Đan đã bỏ về ngay trong buổi sáng, mang theo một vali. Hằng hết hồn vào lục tủ thì thấy chỉ mất tất cả đồ đạc, áo quần của Đan từng mặc mà thôi. Anh ra đi không mang thứ gì của cô, cũng như không để lại thứ gì của anh trong nhà cô nữa. Hằng điếng người. Chuyện gì vậy? Anh đã gặp ai sao? Đã nghe ai nói gì sao? Thời gian gần đây cô không còn cảnh giác, sợ ai bàn ra tán vào chuyện của cô và Đan nữa. Khi anh xuống, cô để anh ở nhà một mình cả buổi sáng, sau đó mới cùng nhau cả buổi chiều ở nhà. Tối lại đưa nhau đi ăn uống ngoài chợ. Đan cũng ít khi tiếp xúc với ai ngoại trừ người nhà của cô. Mà người nhà của cô thì không bao giờ đem chuyện cô nói ra với anh. Vậy ai chứ? Anh đã biết được điều gì? Tại sao lại bỏ về không lời từ giả vậy? Cuộc ra về không báo trước, không lời từ giả. Linh cảm báo cho cô một tin chẳng lành. Hằng gấp rút gọi điện cho anh. Cô nhanh chóng tìm ra một lý do để bào chữa cho bất cứ mọi nghi ngờ nào của Đan về cô, và cô tin rằng anh sẽ tin mình như đã từng tin trước đây vậy. Hằng gọi cho Đan. Máy anh đổ chuông nhưng anh không nghe. Cô cuống quýt dắt xe chạy ra bến để hy vọng kịp thời ngăn anh lại. Nhưng Hằng không hề biết rằng để tránh mặt cô, đang gọi Honda ôm lên đến bến xe tỉnh, sau đó thuê luôn chiếc 4 chỗ về thẳng Sài Gòn. Hằng lo sợ, cô thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô hỏi gia đình, cha mẹ anh em xem có ai gặp anh không, thì nghe trả lời là chỉ gặp lúc anh ra về. Cô vào Facebook nhắn tin cho anh, gọi điện liên tục nhưng anh suốt mấy ngày không online. Điện thoại thì chuông vẫn reo nhưng không thèm nghe máy. Hằng bắt đầu cảm thấy buồn. Phải, cô cứ tưởng là có thật nhiều tiền thì tình yêu tự tới, không cần phải săn đón, phải chiều chuộng bất kỳ một ai. Nhưng hình như cô đã sai rồi. Người đàn ông này nhiều tiền hơn cô và không cần tiền của cô. Người đàn ông này sẽ cho cô tất cả để cô được sống trong giàu sang nhung lụa. Cô đánh giá sai về Đan sao? Không thể được. Cô không thể mất anh. Bằng bất cứ giá nào, cô cũng phải giành lấy anh trở về. Hằng thông báo cho dân chợ biết cô tạm thời cho họ ngưng nợ trong vòng một tuần. Cô quyết định trong một tuần này cô sẽ đem được Đan trở về với mình. Hằng sửa soạn đi Đà Lạt. Chỉ có Đà Lạt thôi, vì nhà cửa của Đan ở Sài Gòn đối với cô vẫn còn là một bí mật. Khi Hằng có mặt ở Đà Lạt rồi thì cô lại không dám xuất hiện trước mặt Đan, vì anh đang tổ chức khánh thành vườn hoa kính. Khách mời đông đảo, toàn là dân làm ăn sang trọng, và đặc biệt là có cha mẹ Đan. Chính vì có sự hiện diện của ông bà nên Hằng không dám lộ mặt, chứ thật tình cô rất muốn mọi người biết mình sắp sửa là bạn đời của Đan. Hằng tiếc nuối quá. Có thể chuyến rồi, anh xuống để thông báo và rước cô lên dự buổi khánh thành này để công bố chính thức mối quan hệ của hai người. Nhưng tại sao anh không điện thoại trước cho cô? Tại sao có hiểu làm gì mà anh lại không nói ra để âm thầm ra về và cắt đứt liên lạc với cô như vậy? Chuyện của Nhậm với cô thì chắc chắn Đan không thể biết được rồi. Cả ba mẹ anh em cô còn không biết thì người ngoài làm sao mà học tam học thể với anh chứ? Thật không có gì khó chịu bằng muốn đi năn nỉ một người mà mình chẳng biết mình đã sai chỗ nào. Hằng đang trong trạng thái đó. Cô chờ tiệc khánh thành xong, luôn luôn theo dõi xem Đan ở đâu, làm gì để gặp anh.
nhưng lúc nào cũng có cha mẹ anh bên cạnh. Buổi tối anh còn giao lưu với nhiều người ở lại nhà kính, ăn uống nhậu nhẹt tới khuya. Cô đành về lại khách sạn để chờ hôm sau. Hôm sau hừng sáng, Hằng đã có mặt ở quán cà phê trước cửa vườn hoa của Đan. Anh đưa cha mẹ đi ăn sáng và thuê xe cho cha mẹ anh về quê. Xong, Đan trở về vườn hoa nhà kính. Nơi đó, các công nhân đang chuẩn bị ươm trồng các loại hoa từ hạt mà anh đã đặt mua các nơi. Khi nhìn thấy Đan một mình chăm chú, quan sát mọi người làm việc, thì Hằng xuất hiện trước mặt anh. Hôm nay cô cố ý chân diện rất đẹp đẽ để Đan nhìn. Đan hơi bất ngờ khi thấy Hằng, anh nở nụ cười miễn cưỡng, mặt không đổi sắc. Ủa, em lên bao giờ? Hôm qua, lúc anh đang cắt băng Khánh Thành. Sao không vào chung vui với anh? Anh có mời em sao? À, không có. Đan nói một câu bàng quan như vậy, Hằng thoáng nghe trong lòng một chút hụt hẫng, cô mở lớn mắt. Tại sao ngày vui như vậy mà anh không cho em hay? Hay để làm gì? Anh không coi em là người nhà sao? Sao lại là người nhà? Chẳng lẽ mình không có mối quan hệ gì sao? Chẳng lẽ mình có mối quan hệ gì sao? Anh nói vậy là có ý gì? Đang quay lưng bước vào văn phòng, Hằng hấp tấp đi theo, đang ngồi xuống bàn làm việc, đưa tay chỉ ghế đối diện. Ngồi đi. Hằng đổ ầm xuống ghế, cô nhìn Đang nói như khóc. Tại sao anh đối xử với em như vậy? Em làm lỗi gì chứ? Anh xuống không báo cho em hay, rồi đùng đùng khăn gói về, cắt mọi liên lạc với em mà không giải thích. Em làm sai điều gì sao? Tại sao anh lại dẫn tâm coi như không có chuyện gì xảy ra với em vậy? Vậy thì chuyện gì xảy ra cho em? Anh bỏ về, không liên lạc được với anh, em muốn điên luôn. Đang ngửa người ra ghế, cười, nụ cười giễu cợt, làm Hằng cảm thấy tê tái đến lạnh người. Vậy sao? Rồi anh bất chợt đập tay thật mạnh xuống bàn, giận dữ. Đừng đóng kịch nữa, mệt mỏi lắm rồi. Phụ nữ nhà quê mà tâm địa xấu xa như cô là người đầu tiên tôi nhìn thấy. Chấm dứt hết rồi, đừng níu kéo quan hệ gì nữa, chỉ vô ích thôi. Hằng há hốc miệng, chỉ tay vào mặt mình, nói không thành lời. Tâm địa xấu xa? Anh nói em đó sao? Đóng kịch sao? Anh muốn ám chỉ điều gì? Anh đã gặp ai và nghe họ đơm đặt những gì? Đúng, hôm nay tôi sẽ vạch rõ ranh giới với cô. Tôi sẽ nói cho cô biết con người của cô đã làm tôi kinh sợ như thế nào. Anh nói rõ đi. Khi tôi về tới nhà cô, thì có 5 người đàn bà đang ở đó chờ cô về để năn nỉ cô, để xin cô tha cho bọn họ vài ngày góp sách tiền dây. Cô cho dây để người ta vượt qua khó khăn giai đoạn, hay cô cố tình cho dây để đẩy con người ta vào đường chết? Chị kia chồng bị bệnh nan y, không có tiền chạy chữa, phải đi tìm từng cổng thuốc nam dậy sắc cho chồng uống. Dây cô 500.000 đồng mua cái siêu sắc thuốc điện hết 350.000, còn lại 150.000 đồng mua 5 thang thuốc bắc. Suốt ngày chăm sóc chồng, thời gian đâu mà cày bừa để góp cho cô. Nhưng mỗi ngày góp 20.000, chỉ ngừng có 4 ngày mà cô nở lòng xiết cái siêu thuốc, thì lấy gì người ta sắc nữa chứ? Cô là loại người gì vậy? Đang hét lớn. 500.000 thôi mà, lớn lắm sao? Tình người trong cô đâu hết rồi? Chị kia nở cô 600.000 đồng, góp đều đặn. Đến khi con của chị bị tai nạn giao thông, chị phải đi nuôi con. Cô nghĩ thử xem, có 600.000 đồng phải dây cô á, thì khi con nằm viện tiền đâu nuôi, tiền đâu góp sách chứ? Vậy mà khi cô vô bệnh viện, tưởng là thăm người ta, ai dè cô canh có người cho tiền thằng nhỏ, là cô chộp lấy trừ nợ. Cô là loại người gì vậy? Một chút tự trọng cũng không có, chỉ vài 30.000, vài 300.000 mà không kể gì đến nhân cách làm người. Cô như vậy có thể làm vợ tôi sao? Tính toán chi li hẹp hòi như vậy, sau này đối xử với cha mẹ chồng, với con chồng, với đám công nhân đã cùng tôi khởi nghiệp như thế nào đây? Hằng biến người. Thì ra những mụ đàn bà nhiều chuyện đã tốt khổ cô với Đan. Thì ra anh đã nhúng tay vào, nên ngày hôm đó họ có tiền thanh toán hết với cô và không mượn lại nữa. Trời ơi, chắc chắn đây sẽ là tiêu đề hấp dẫn cho những con mụ đó đem ra bươi móc cười chê và xúc xỉm cô sùm ngoài chợ. Tại sao Đan lại can thiệp vào những chuyện như vậy chứ? Cô trừng trừng nhìn anh, giận nhiều hơn ngại. Và anh đã cho họ tiền để trả lại em sao? Đúng vậy.
Số tiền tổng cộng của 5 người đàn bà nợ cô không tới 3 triệu đồng, nhưng cô đã làm nhục họ, đền bao nhiêu cũng không đủ. Bác kia già hai thứ tóc, nghèo khổ, mua gánh bán bưng, nuôi hai đứa con bị bại não. Thả cô đừng cho người ta mượn tiền, còn nếu cho thì nên cho mượn, chứ lấy chi tiền lời của người già nghèo khổ cả đời như vậy. Đã vậy, khi bác ấy không góp đúng, cô đã giăng cái thúng rau của người ta cho bầm dập. Cô không sợ trời phạt cô sao? Đúng là không có một chút lương tâm. Tại sao tới bây giờ tôi mới nhìn ra cô chứ? Sự thật không phải như vậy đâu, là do họ dựng chuyện đơn đặt nói xấu em thôi. Nếu như cô tốt hơn, người ta sẽ mang ơn cô, không ai lại đi nói những chuyện bất lợi cho mình như vậy. Hằng chồm tới nắm lấy tay Đan. Em chỉ muốn nhanh chóng gom tiền để đến với anh. Cô sai rồi. Tôi là người làm ăn, tôi chỉ muốn sử dụng những đồng tiền trong sạch. Tiền ăn trôi xương máu của người khác tôi không cần. Và tôi cũng nói với cô nhiều lần rồi, tôi cưới vợ thì đủ sức nuôi vợ con mình, không cần hồi môn, cô hiểu chứ? Tôi không phải tay diệt Kiều Úc bằng rút tiền của cô rồi bỏ trốn, nghe chưa? Hằng biến người. Diệt Kiều Úc gì chứ, bỏ trốn gì chứ? Lại giả vờ nữa à? Anh muốn nói thằng chồng cũ của em đó à? Không phải, là tay cô mới quen, là cô đã bán gia sản của mình đưa cho hắn ta, đem về Úc để mua tiệm đeo, để hắn cưới cô, để cô danh chính ngôn thuận qua Úc sống. Không phải em đâu, anh bị ai đầu độc rồi? Em bán đất, vì đất là của hai vợ chồng em, bán chia làm ba, chồng con em hai phần, em một phần. Vừa rồi anh ta về lấy đi để lo cho con em ăn học bên đó. Em cũng phải có trách nhiệm với con, vì anh ta đã có gia đình riêng của mình rồi mà. Thằng gia diệt Kiều Úc đó, do trước đây hắn là sếp của em, giờ gặp lại chỉ cà phê cà pháo thôi, chứ làm gì có chuyện cưới hỏi. Câu chuyện bán đất đưa tiền cho hắn. Ngụy biện giỏi lắm, khỏi cần giải thích nữa. Chỉ cần cô biết rằng tôi đã rõ việc cô điên cuồng chạy đi tìm người nhà của anh ta để xin địa chỉ liên lạc đòi lại tiền là đủ. Trời ơi! Hằng à, tôi đã làm cô nhiều lắm rồi, cũng may bây giờ vẫn còn kịp. Thật tình tôi đã từng có dự định cưới cô, mới đây vẫn còn. Bởi vì tôi nghĩ cô là con gái nhà quê, bị chồng lừa gạt đến độ mất chồng mất con. Cô lại là chị cả trong một gia đình đông anh chị em. Cô chắc chắn sẽ có một tấm lòng rộng bao la của một người mẹ. Cô có thể không cần làm dâu cho cha mẹ tôi, nhưng cô sẽ hiếu kính với ông bà và bao dung với các con của tôi. Như vậy là đủ, đủ để tôi yêu thương trân trọng cô, để cô yên tâm mà sống bên tôi suốt đời. Nhưng khi hiểu rõ về cô thì tôi sợ quá. Vì sao mà cô bị chồng bỏ rơi? Vì chồng đi mới một tháng mà cô đã ngoại tình, sau đó là với tôi, với tay Diệt Kiều cùng lúc. Thật ghê tởm. Có một sự thật mà đang không nói ra. Đó là ngay khi nhìn thấy Hằng đầu tiên trên Facebook, anh đã choáng. Choáng vì Hằng có khuôn mặt và đôi mắt rất giống Lam. Người vợ yêu quý của anh đã ra đi, để lại trong lòng anh bao nhiêu là nhớ thương. Dù rằng Hằng không được thanh tú như Lam, nhưng cô ta rất giống Lam. Khi tiếp cận với Hằng, đang sinh ra mê đắm thân xác cô ta. Hằng rất có bản lĩnh trong chuyện phòng the chăn gối. Cô hừng hực, nóng bỏng như một con sư tử cái, không hề mệt mỏi, làm đang thỏa mãn. Anh thật sự muốn cưới Hằng về làm vợ, sở hữu riêng mình. Nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi, không thể nào được nữa. Hằng ngồi đó, cô không biết phải nói gì với anh. Chưa bao giờ Hằng thấy nhục như bây giờ. Có gì để nói nữa chứ? Anh biết tất cả mà lại còn biết rất chính xác. Phen này Hằng về nhà sẽ tìm mấy mụ đàn bà nhiều chuyện đó mà xử một trận. Nhưng cũng không được, càng lớn chuyện càng tủi hổ, vì họ đã không còn nợ nần gì cô, không còn bị cô khống chế. Họ đã biết tẩy của cô cả rồi, mà làm sao họ biết được cơ chứ? Chắc chắn là bà con của Nhậm đã nói ra. Bây giờ làm thế nào để năn nỉ Đan đây? Cô không thể để mất anh được đâu. Hằng tha thiết nhìn Đan. Tất cả những chuyện anh nói đều là đúng. Chỉ có việc bán đất điền để cho tên Diệt Kiều đem về là sai. Giấy tờ bàn giao tiền và giao kèo của em với chồng cũ vẫn còn. Nếu anh muốn, em sẽ đưa anh xem. Hằng cố tình nói đại. Chuyện ngoại tình khi chồng vắng nhà là do người ta đơm đặt. Ở dưới quê mà anh, chỉ cần trai đơn gái chiếc, đi uống cà phê,
đi ăn với Giao một lần là họ đồn rùm lên, thị phi ghê gớm. Sau đó em quen với anh và chỉ một mình anh tới giờ. Nếu em quen tên gì Kiều Anh nói, sao ba mẹ em lại để anh đến nhà em và mình sống chung như vợ chồng được chứ? Giải thích làm gì nữa? Anh bỏ em oan ức như vậy, em không cam tâm. Xin anh cho em cơ hội, chứng tỏ cho anh thấy em không phải là người xấu xa vậy đâu. Chứng tỏ như thế nào? Anh biểu thế nào, em nghe thế nấy. Muộn rồi, bây giờ cô về khách sạn đi, sau đó về quê, chúng ta chấm dứt ở đây. Anh ở lòng nào bỏ em sao? Đành phải vậy, chúng ta không có điểm chung. Em sẽ vì anh mà thay đổi, em yêu anh mà đang. Cô không yêu ai hết, cô chỉ yêu cô thôi. Không, em yêu anh, em sẽ bỏ hết tất cả chỉ để yêu anh và được anh yêu. Khó lắm. Bản chất chứ không phải hiện tượng thì làm sao thay đổi đây? Chúng ta không hợp nhau đâu. Xin lỗi nha. Mời cô. Đang đứng dậy, thái độ dứt khoát, Hằng nhìn anh lần cuối rồi lầm lũi bước đi. Nước mắt tràn ra nhòe nhoẹt hết cả phấn son. Trời Đà Lạt vẫn mát rượi, vẫn đẹp ngời ngời, nhưng trong lòng Hằng bức bối muốn ngộp thở. Cô muốn thật nhanh rời bỏ nơi kỷ niệm mà lần đầu tiên cô đã cùng với Đan nếm trải trong ngọt ngào hạnh phúc. Hằng bệnh, khi về tới nhà cô nói nghỉ chợ một tuần, nhưng cô đi chỉ có 3 ngày. Những ngày còn lại nằm bẹp dí trong nhà, không muốn đi đâu, không muốn gặp ai nữa hết. Xem như bên cạnh cô bây giờ không còn ai. Hằng cứ suy nghĩ hoài, chẳng hiểu mình đã làm sai điều gì, sai ở đâu tới độ tiền mất, tình mất, trắng tay như bây giờ. Sao ai đến với cô cũng đắm say, rồi cũng tự ý bỏ cô đi. Dân, Huỳnh, Đan, Nhậm, rõ ràng cô lúc nào cũng thật lòng với họ mà họ lại đối xử với cô như vậy. Đúng là bọn đàn ông khốn kiếp, đi khắp thế gian tìm không ra một người tốt. Thậm chí chồng đã có con với mình cũng sẵn sàng quay lưng với mình. Từ nay khi quen với bất kỳ ai, cô cũng sẽ cảnh giác, không thể cả tin và lúc nào cũng phải đề phòng. Suy nghĩ xong, Hằng lại buồn. Cô đã 48 tuổi rồi còn gì, chẳng mấy năm nữa rồi sẽ trôi qua tuổi xuân. Nếu không nhân cơ hội này tìm chồng thì xem như vĩnh viễn sẽ cô độc một mình. Nhưng muốn tìm một người chồng để nương tựa thì chẳng có ai bằng Đan. Cô tiếc nuối mà không có cách nào níu kéo lại anh. Cô khinh ghét những tên phàm tục tử, những tên đàn ông quá vợ. Thôi vợ, trong địa phận của cô thiếu gì? Nhưng đó là những kẻ vai u thịt bắp, làm gì có cửa ngắm nghé vào cô chứ. Facebook. Đúng, chỉ có Facebook đa dạng mới có nhiều người đa dạng. Nhưng bây giờ lừa đảo nhiều quá, cũng chẳng biết tin ai. Thôi thì nhờ những người bạn thân trên Facebook, nhưng chưa biết nhiều về cô mai mối. Qua dò hỏi, lần la làm quen và chuyện trò thường xuyên với Châu, Hằng tâm sự với Châu và muốn tìm một người chồng chính thức đến với nhau bầu bạn tuổi xế chiều. Châu vui mừng là mai Hằng cho Thanh Vân. Anh bà con của cô đã quá vợ nhiều năm, có nhà ở Sài Gòn, các con đã có gia đình ở riêng, chỉ còn một mình anh ở trong căn nhà lớn 2 lầu. Anh ở tầng trên, tầng trệt cho thuê bán quán cà phê, tầng 1 karaoke cũng cùng một chủ thuê. Thu nhập của anh ổn định nhờ vào nguồn thu của căn nhà. Thành Vân cũng đang có ý định tìm vợ, vì các con anh cứ hối thúc tìm người bầu bạn bởi sợ anh cô độc. Anh lớn hơn Hằng đến 10 tuổi, nhưng Hằng thấy trong ảnh anh cũng phong độ lắm. Cô vui mừng như bắt được vàng. Vậy là nhanh chóng kết bạn với Thanh Vân, hẹn tối lại sẽ có cuộc trò chuyện qua video để nhìn rõ mặt nhau. Sau cuộc nói chuyện với Thanh Vân trong đêm, Hằng cảm thấy tự tin về mình hơn. Nhưng khi trưa hôm sau từ chợ về, mở Facebook ra, cô tá hỏa khi nhận ra Thanh Vân đã chặn cô mất tiêu rồi. Ban đầu cô tưởng nick của anh bị hack nên gọi điện hỏi Châu. Châu vô tư nói anh vẫn hoạt động bình thường. Hằng ngồi yên bất động một lúc lâu, vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho mình. Tại sao lại chặn cô chứ? Nếu có vấn đề gì không hài lòng thì hắn ta cũng phải nói ra để cô rút kinh nghiệm chứ. Có đâu vô duyên vô cớ chặn Facebook
cắt đứt liên lạc với cô là sao? Hằng vừa giận vừa quê. Trong quá trình chơi phay, cô chưa từng gặp cảnh như vậy. Cô chỉ cần ra tay thì cáo già như Huỳnh, như Đan, như Nhậm cũng thúc thủ, đừng nói gì Thanh Vân. Hay là hắn ta đã biết về cô, biết mối quan hệ của một trong những người đã từng là tình nhân của Hằng. Không thể bỏ qua được, Hằng gọi cho Châu, bức xúc, gầm gừ với Châu, cho rằng Châu đã coi thường cô nên mới giới thiệu một người kỳ quặc như vậy. Châu hứa sẽ tìm hiểu rồi báo lại cho Hằng biết nguyên nhân. Nhưng sau đó, Châu lại lặng im không trả lời. Hằng nhắn tin, Châu đọc rồi im lặng. Hằng gọi điện gọi hoài, cuối cùng Châu nhắn. Bà đừng hỏi về anh Thanh Dân nữa. Bà và anh ấy không hợp nhau đâu. Tại sao anh ấy chặn tôi? Vì anh không muốn bà làm phiền. Tôi làm phiền sao? Chỉ cần anh đó không hợp, tôi sẽ tự động rút lui vô điều kiện. Chặn Facebook là xúc phạm tôi, bà biết không? Là do ảnh không muốn liên lạc với bà nữa. Anh ta có nói lý do gì sao không? Ảnh nói chỉ mới quen biết nhau mà bà đã quá dội dàng, đã không giữ kẻ, đã phơi bày bản chất muốn chiếm hữu con người ta. Bà quên một điều là đàn ông có tự trọng, họ chỉ muốn chinh phục phái nữ chứ không thích bị phái nữ chinh phục. Hắn ta đặt điều. Tôi cũng không rành lắm, nhưng tôi biết Thanh Dân nhiều hơn bà. Thanh Dân không nhảm nhí và không thích kết thân với những kẻ nhảm nhí. Anh quyết định chặn bà và không nói với bà. Có lẽ anh sợ khi bà biết được sự thật cũng chỉ làm bản thân tẻn tò khó chịu. Còn về cá nhân tôi, bà muốn chơi nữa thì chơi, không thì cứ hủy kết bạn. Tôi hứa sẽ không trách bà một câu. Hằng bực bội cúp máy, tiện tay bấm hủy kết bạn với Châu. Cô ngồi im suy nghĩ một hồi rồi bấm chặn Châu luôn. Hằng không muốn Châu nhìn thấy và biết gì về cô nữa. Dù sao cô và Châu cũng chỉ là bạn qua Facebook, chưa từng gặp nhau bao giờ. Có hay không có cũng vậy thôi. Tất nhiên là Hằng cay cú lắm, nhưng cô không chấp nhận sự thật là mình đã thất bại trong cuộc chinh phục Thanh Vân. Chắc chắn anh ta quen biết một trong những nhân tình của cô. Chắc chắn vậy, cho nên anh ta nhanh chóng rút chân ra khỏi cuộc chơi. Cần gì chứ, đàn ông đầy ra đó, quan trọng gì một Thanh Vân. Nhưng Thanh Hằng buồn quá, cô đơn quá. Hằng nhớ đang, cô muốn gặp anh, muốn nói lại cuộc tình do chính mình đánh mất. Cô ân hận việc đứng núi này trong núi khác của mình. Ôi trời, nếu như cô đừng quen biết tên Nhậm khốn nạn, thì giờ cô sẽ nghiễm nhiên bên cạnh Đan và sẽ là bà chủ vườn hoa ở Đà Lạt. Trong tay có tiền tỷ, có cuộc sống nhung lụa, nhà lầu xe hơi cùng người chồng giàu sang lịch lãm rồi. Hằng nguyện rủa Nhậm, cô cầu mong cho anh ta gặp quả báo, làm ăn thất bại liên tiếp và sẽ khốn cùng ở xứ người, rồi trồi đầu về đây. Quỳ dưới chân cô xin tha thứ, để xem cô sẽ đối xử với anh ta như thế nào. Một lần, Hằng đi chợ, cô gặp lại Huỳnh. Anh cùng vợ đang mang thai, bụng đã vô cao vào quán ăn, cử chỉ âu yếm và hạnh phúc. Tự nhiên, Hằng nghe trong lòng nhói đau. Cô đứng sững người như trời trồng, nhìn theo không chớp mắt. Hằng biết, người đàn ông này sinh ra không để dành cho cô. Cô chỉ sở hữu anh ta một giai đoạn nào đó thôi, rồi cũng phải trả về nơi xuất phát của nó. Vậy chỗ của cô là đâu? Người chồng chính thức cưới hỏi cũng đã bỏ rơi cô. Mối tình lẽ ra sẽ đem đến cho cô hạnh phúc lại do chính cô làm mất. Tình không còn, tiền cũng không, cô sai lầm ở chỗ nào chứ? Cô chỉ sống cho mình thôi mà. Có ai ngăn cấm bản thân phải sống tốt, phải đối xử tốt với bản thân không? Đang không hủy kết bạn với cô. Tin nhắn của cô, anh đều đọc, nhưng không bao giờ trả lời. Hằng vẫn nuôi hy vọng, ngày nào đó, Đang sẽ nghĩ lại. Cô mua thêm một cái điện thoại, đăng nhập một nick Facebook khác để theo dõi Nhân và Nhậm, thì mới biết hai người họ vẫn chơi Facebook bình thường, nhưng đã chặn cô. Họ để Facebook ở chế độ bạn bè, nên không kết bạn, không theo dõi được. Biết vậy rồi, Hằng tắt hy vọng. Cô cũng không buồn, gửi lời mời kết bạn với Nhâm để vạch mặt anh ta nữa. Đến khi trên trang cá nhân của Đan đăng hình anh cặp bồ với một thiếu phụ xinh đẹp và anh có ý định cưới cô ta, thì Hằng tá hỏa. Cô thất vọng hoàn toàn và quyết định bỏ cuộc. Nói bỏ cuộc cho nó còn chút phong độ, chứ Hằng biết cô không thể làm gì được nữa. Khả năng tìm bạn trên Facebook đã bị Thanh Vân làm cho lụi tàn. Cô bắt đầu nghi ngờ mình. Nếu lúc xưa tự tin bao nhiêu
thì bây giờ tự ti bấy nhiêu, đành phải sống khép kín thôi. Và bỗng nhiên, dân chợ không ai vay tiền góp của cô nữa. Không biết họ đã nghe những gì, cho nên Hằng không phải mỗi ngày đều đi chợ góp tiền. Cô chỉ còn cho bạc tháng mà cũng rất ít người vay. Cô bắt đầu tiện tận, thu mình lại. Cô tự nhốt mình trong nhà, ít tiếp xúc bên ngoài trở lại như lúc trước. Không bạn bè, không nhân tình, thui thủi một mình một bóng. Tìm hoài trên Facebook vẫn chưa thấy nửa kia xuất hiện. Hằng sống chán ngán như vậy, thấm thoát cũng hơn 5 năm. 5 năm cô đơn buồn tuổi, làm cô già hơn rất nhiều. Bé Hoàng Oanh đậu vào đại học, về Việt Nam thăm mẹ và ông bà ngoại trước khi vào học. Hằng vui mừng gặp lại con sau bao năm xa cách, nhất là nhìn Oanh lớn lên đẹp trạng người. Đây là cái phao cuối cùng, là con ách chủ bài để cô đổi đời. Nhưng anh vẫn còn đến 5 năm nữa mới ra trường. Có việc làm mới có điều kiện bảo lãnh mẹ qua Úc. Lúc đó thì Hằng đã gần kề tuổi 60 rồi còn gì. Trong những ngày anh sống cùng mẹ, Hằng rỉ rịch, to nhỏ, than buồn than khổ với con. Anh hiểu hết và thương mẹ mình lắm. Hứa sẽ để mẹ sống vui vẻ tuổi xế chiều. Hứa sẽ chăm sóc mẹ chu đáo. Mẹ con sẽ sống cùng nhau. Anh đi làm, mẹ ở nhà vẫn được hưởng trợ cấp từ chính phủ. Tương lai không phải lo gì nữa. Hằng yên tâm, tin tưởng và chờ đợi. Anh về Úc, học đại học được 2 năm thì có thai nên phải nghỉ ngang. Dân dù rất tức giận nhưng vẫn phải làm đám cưới cho con gái để rửa mặt. Anh đầy nghiến, đúng là mẹ nào con nấy. Hằng được anh bảo lãnh đi du lịch 6 tháng để qua Úc chăm sóc con gái sinh nở. Cô mừng quá. Cuối cùng thì nguyện vọng phần nào cũng được toại lòng. Nhưng khi qua tới Úc rồi thì Hằng càng buồn chán hơn. Anh sắp đến ngày sinh nên cơ thể sồ sề, ọp ệt, làm biếng đi đâu. Hằng suốt ngày ở nhà lo cơm nước, lau chùi dọn dẹp nhà cửa như người làm công. Chồng anh đi làm xa, một tuần mới về một lần. Vợ chồng Dân thỉnh thoảng cũng tới, nhưng Dân xem Hằng như một người giúp việc, tuyệt nhiên không có chút quan tâm. Mai Tuệ, vợ Nhân có vẻ tế nhị hơn, lần nào đến cũng mang đồ ăn cho hai mẹ con bồi dưỡng. Hằng tủi thân lắm, nhưng cảm thấy mình vụng về, chẳng biết phản ứng ra sao, nên mỗi lần họ đến, cô trốn trong phòng tránh gặp mặt. Rồi, anh sinh được bé trai. Hằng tất bật, lớp lo cho con gái, lớp lo cho cháu ngoại, không một phút ngơi tay. Trước khi qua Úc, cô cứ nghĩ mình sẽ tranh thủ lúc anh chưa sinh mà đi chơi một vòng, chụp rất nhiều hình, đăng lên Facebook để khoe khoang. Nhưng rõ ràng cô chưa một lần được đi chơi, dù là đi chợ mua đồ ăn. Cô chưa từng nhìn kỹ một người dân Úc xem mặt mũi họ ra sao. Từ phi trường về tới nhà rồi yên vị ở đây. Thậm chí cô cũng chưa từng tới gặp cha mẹ của Nhân một lần. Sống như thế này thà cô ở Việt Nam còn sướng hơn. Nhưng được cái an ủi là chăm sóc cháu ngoại và gần gũi con gái. Khi trở về Việt Nam, cô sẽ không bao giờ hối tiếc nếu như mình không sống ở Úc nữa. Trước khi đi, cô cũng dự định sẽ tìm hiểu xem tên Nhậm đang ở đâu. Cô có thời gian lập nick giả để kết bạn với hắn, dứt khoát phải lôi đầu hắn ra. Ít nhiều cũng phải đòi lại chút đỉnh tiền, chứ không thể để hắn ung dung hưởng hết xương báo của cô được. Nhưng lại không có thời gian. Xin đi du lịch 6 tháng, nhưng Hằng ở lại Úc đến 1 năm. Chính phủ Úc ký giấy trục xuất cô về nước, cấm đến nước Úc trong thời gian 5 năm. Hằng hoảng kinh, nhưng cô cũng không hối tiếc. Cô cũng không còn tha thiết gì ở nơi này nữa rồi. Vợ chồng Nhân cho cô tiền, vợ chồng Oanh cho nhiều hơn. Hằng về Việt Nam với số tiền kha khá. Xoay qua xoay lại, Hằng đã 57 tuổi rồi, già rồi. Ngoại đức da trắng, miệng của Hằng càng ngày càng hô hóc. Nhưng Hằng vẫn nghĩ là mình còn đẹp lắm, vì nước da mịn màng như con gái mới lớn. Đó là câu cửa miệng khi Hằng khoe với mọi người về mình. Từ lúc tôi đi Úc về, tôi đẹp dữ thần lắm. Đẹp dữ thần là đẹp làm sao? Tôi trắng tươi hả? Da dẻ mịn màng như da con gái vậy đó. Xạo mày ơi, đàn bà gần 60, mịn gì mịn cũng không thể như con gái được. Không tin, thấy hình tôi chưa? Hình mày Photoshop, ai mà làm vậy không đẹp? Bà được vậy không? Đẹp hơn, bị gì tao đâu có mỏ nhọn như mày. Mỏ nhọn cái đầu bà.
Tao nói cho mày nghe, cha mẹ sinh ra mình, đẹp xấu đã mặc định rồi, không ai chê cười ai xấu đẹp hết á. Nhưng đẹp á, thì cứ để người ta khen, tự mình khen mình hoài, người ta nghe riết, bị phản cảm. Cho nên bao nhiêu cái đẹp chuyển thành gen lặng hết, cái xấu thành gen trội. Cho nên bây giờ tao chớ thấy mày đẹp chỗ nào, mà chỉ thấy cái mỏ mày ngày một nhô ra. Mày mà, vậy thì đừng chọc tao. Mày biết tính tao, ít khi đánh giá, chê khen ai. Hôm nay nói mày như vậy để mày bỏ cái tật, chưa lớn tuổi rồi Hằng ơi. Ngồi đó khen mình đẹp hoài, khó nghe gì đâu á. Kệ cha tao. Nhưng mày làm người ta bực mình, họ sẽ làm mày tổn thương, biết chưa? Hằng im lặng, cô chẳng còn gì. Còn có chút nhan sắc mà không cho khoe nữa thì đời có gì vui chứ. Nhưng Hằng cũng sẽ không chấp nhận số phận đâu. Cô mới 57 tuổi thôi mà. Cô sẽ tìm cho mình một bạn đời. Cô sẽ hạ yêu cầu xuống. Trước khi 60 tuổi, trước khi quá muộn, cô sẽ để những ai phản bội cô sáng mắt ra, để họ thấy cô dẫu bình thường nhưng không hề tầm thường. Nhưng người tính không bằng trời tính. Buổi sáng hôm đó, một buổi sáng định mệnh, chưa bước xuống giường, Hằng đã nghe toàn thân nhức mỏi lạ lùng. Cô lăn qua lăn lại và cảm thấy đau ở sống lưng. Không biết hôm qua cô đã làm gì mà đau lưng như vậy. Hằng chậm rãi ngồi dậy, nghe thắt lưng như muốn cụp xuống. Cô hoảng kinh đứng bật lên nhưng không đứng thẳng được. Hằng khum người xuống vì đau. Cô chậm chậm rướn thẳng người nhưng không cách nào gượng nổi. Điều gì xảy ra vậy? Cụp xương sống ư? Hằng nhớ bà ngoại của mình đi khum khum như vậy cả chục năm, cho đến khi mất cũng còn cong người mà khiếp sợ. Cô sống một mình, nếu bị như vậy thì sống làm sao? Mấy đứa em của Hằng, đứa nào cũng có vẻ hờn giận cô vì khi bọn chúng túng bẩn, cô không giúp đỡ. Nhất là thằng em kế cô, và nó sát cạnh nhà cô, nhưng nó không thèm bước qua, cũng không cho vợ con qua. Chỉ vì khi nó cần tiền đáo hạn ngân hàng, cô không giúp nó. Hằng quan niệm, đối với gia đình, cho được thì cho luôn, chứ không cho mượn, bởi mượn sẽ rất khó đòi. Tiền là huyết mạch của cô mà. Sau lần mất trắng, vơi nhậm, Hằng càng cảnh giác về tiền bạc hơn. Bây giờ, nếu như cô có chuyện, người đến với cô chỉ có má mà thôi. Nhưng má cũng đã gần 80 tuổi rồi. Mấy đứa em dễ gì để bà lo cho cô chứ? Hằng phải cố gắng trị bệnh thôi. Tại sao lại đau lưng như thế này? Chẳng lẽ thận cô có vấn đề rồi sao? Hằng gọi điện, kêu Honda ôm đến đưa cô đi bệnh viện. Khám, xét nghiệm mới biết cô bị đau cột sống, đau đa khớp, 100 cái đau. Hằng chán nản, không ở lại bệnh viện điều trị như yêu cầu của bác sĩ, mà xin thuốc về nhà. Cô quyết tâm đi thành phố để trị vì cô tin y học nơi đó hơn quận huyện của mình. Rồi Hằng điều trị lung tung, cuối cùng khi lưng đã bớt đau thì cô cũng y chang như bà ngoại thuở xưa. Dáng đi thay đổi vì lưng còng xuống, không cách nào đứng lên được. Hằng buồn quá, cô khóc cả tháng trời, tâm sự với con gái, buông nó trước cô qua đó, hy vọng y học Úc tiến bộ hơn, kéo lưng cô thẳng lại. Chứ chưa được 60 tuổi mà như thế này thì xem như tàn đời xuân sắc khi cô chưa hưởng hết ở trần gian. Hoàng Oanh nhìn mẹ, đau lòng, nhưng nó cũng nhận biết mẹ nó đã cư xử ra sao với các cậu, dì của nó, đến nỗi vợ thân mang bệnh mà không có một người phụ giúp. Mẹ nó khá giả, tiếng là nhà có Việt kiều bao nhiêu năm nay, nhưng em út lại có người nghèo khổ, chẳng được mẹ giúp bao giờ. Lần về nước trước đây, anh đã nghe đầy tai về mẹ, nhưng bổn phận làm con, nó nói gì được bây giờ. Gặp lại Hằng sau bao nhiêu năm, cô đã khác xưa nhiều lắm. Do tự ái không đi Úc, vì sợ gặp lại vợ chồng nhân, nên càng lúc lưng càng còng xuống, làm dáng đi lom khom như cụ già. Suốt ngày cuối nhìn mặt đất, không thể ngẩng đầu lên nhìn đời được nữa. Hằng ôm lại quá khứ một thời vàng son của mình để tự an ủi bản thân trong lúc tuổi xế chiều.